Thùy Dương và Mỹ Loan xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút và phát lại vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh ATV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Trưa nay thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022, chương trình có những thông tin đáng chú ý. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh và ghi nhận những ý kiến đề xuất của cử tri trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sắp tới. Nữ nông dân giỏi làm giàu từ mô hình sản xuất phôi giống nấm và trồng nấm bào ngư. Chiều 27 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gồm Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Lam Sinh, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thạnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã gặp gỡ tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Châu Thành đã nghe đại biểu Quốc hội báo cáo những nội dung liên quan trước kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Hoạt động đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trong thời gian qua, những nội dung dự kiến sẽ ý kiến tại cuộc họp sắp tới, thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của cả nước và tỉnh An Giang. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cũng đã ghi nhận các ý kiến phản ánh, gợi gắm của cử tri đến đại biểu tại kỳ họp xoay quanh các vấn đề về an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, có giải pháp điều hành quản lý giá cả các loại mặt hàng, nhất là vật tư nông nghiệp, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và tăng cường các giải pháp tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, giải trình và ghi nhận những ý kiến đề xuất của cử tri trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sắp tới. Cũng trong ngày hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Hoàng Hữu Chiến, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, có buổi tiếp xúc với bà con cử tri thị xã Tân Châu trước kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhà nước và của tỉnh An Giang, các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trong những tháng đầu năm 2022. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình, những vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Qua đó, cử tri bày tỏ sự vui mừng, đồng tình và đánh giá cao về nội dung kỳ họp lần này. Tuy nhiên, cử tri tiếp tục kiến nghị một số nội dung như cần xây dựng cầu Tân Châu, Hồng Ngự để thị xã Tân Châu phát triển trong thời gian tới. Học sinh tham gia bảo hiểm y tế được tính theo hộ gia đình để giảm chi phí hơn so với khi tham gia bảo hiểm y tế trong trường học. Chính phủ cần có chính sách để bình ổn các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón, sắt thép, ổn định đầu ra cho nông sản để giúp cho người dân cũng như nông dân giảm chi phí trong sinh hoạt và sản xuất. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp thu giải đáp, đồng thời tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất và tổng hợp gửi các ban ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 3 sắp tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội trao tặng 30 phần quà cho bà con thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn thị xã, trị giá mỗi phần quà là 1 triệu đồng, tổng trị giá 30 triệu đồng, trao tặng 50 triệu đồng cho học sinh nghèo chưa có học giỏi trên địa bàn. Đồng thời, đoàn trao tặng 3 máy lọc nước cho địa phương. Hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gồm ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã có buổi tiếp xúc với trên 60 bà con cử tri ở thị trấn Phú Mỹ và các ban ngành đoàn thể huyện Phú Tân trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Cùng tham dự có ông Huỳnh Thành Danh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, bà Thi Hồng Thúy, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, ông Lê Nguyên Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đến nay. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri kiến nghị nhà nước tăng cường kêu gọi đầu tư xây dựng cầu Thuận Giang, tiếp tục hỗ trợ kêu gọi đầu tư mở rộng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Tân, bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp để giúp nông dân yên tâm sản xuất, tiếp tục hỗ trợ cho những công nhân, các công ty, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã tiếp thu, giải trình, làm rõ những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tổng hợp các kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới. Tiếp đó, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh An Giang đã đến trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Cụ thể, đoàn đã trao 30 phần quà cho hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, trao tặng 50 triệu đồng cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện và hỗ trợ 3 máy lọc nước cho lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện.
Đây là nguồn động viên lớn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đến công tác an sinh xã hội ở huyện Phú Tân. Qua đó góp phần khích lệ tinh thần, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tiếp tục đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Hôm qua, tại huyện Tri Tôn, Ủy ban Dân tộc do ông Phạm Tuấn Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Thiểu số Ủy ban Dân tộc làm việc với Ban Dân tộc tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn khảo sát tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2021. Toàn huyện Tri Tôn có khoảng 34% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là Khmer, sống tập trung trong 25 khóm ấp của 10 xã thị trấn. Tổng số hộ nghèo người dân tộc là 2.620 hộ, hộ cận nghèo dân tộc là 1.158 hộ. Trong 4 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện ổn định. Bà con Khmer đón Tết Trôn Trần Nam Thơ Mây đầm ấm, hạnh phúc. 100% hộ nghèo, cận nghèo đều được nhận tiền hỗ trợ của Ban Dân tộc tỉnh, mỗi hộ 300.000 đồng. Tỉnh, huyện cũng tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà chùa Khmer, gia đình chính sách dân tộc tiêu biểu, người có uy tín. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc cũng ghi nhận một số khó khăn và kiến nghị của tỉnh, huyện để tham mưu đề xuất chính phủ có giải pháp thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian tới, như hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, có chế độ phụ cấp hàng tháng, chế độ khám sức khỏe cho người có uy tín, tăng định mức hỗ trợ ốm đau, tàn chế đối với người có uy tín, sớm phân bổ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2021-2025. Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại huyện Châu Thành, đoàn công tác của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Tiết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại huyện Châu Thành về kết quả thực hiện quyết định số 2085 ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh tại huyện. Tại đây, đoàn công tác đã nghe đại diện huyện Châu Thành trình bày báo cáo tóm tắt về các nội dung, đặc điểm tình hình địa phương, kết quả thực hiện quyết định số 2085 ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2020 tại huyện Châu Thành. Tính đến cuối năm 2020, dân số huyện Châu Thành là 170.800 người, với 41.792 hộ, có 5.339 người dân tộc với 1.369 hộ sống tập trung đông ở các xã Qua Bình Thạnh, Vĩnh Thành, Cần Đăng. Thời gian qua, thực hiện quyết định số 2085 ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020. Huyện Châu Thành đã tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và quan tâm chăm lo chính sách dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc giao lưu sinh hoạt văn hóa, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, qua đó giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu hơn việc tăng cường sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng giữa các dân tộc. Ban quản lý di tích văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang vừa tiến hành khảo sát các di tích Ốc Eo trên địa bàn huyện Tri Tôn và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện chuẩn bị đầu tư công trình bảo tồn di tích hố thờ An Lợi. Đến nay, trên địa bàn huyện Tri Tôn đã phát hiện và quản lý 3 di chỉ văn hóa Ốc Eo tập trung ở 7 xã thị trấn gồm Châu Lăng, Núi Tô, Ô Lâm, An Tức, Lê Trì, thị trấn Cô Tô và thị trấn Ba Chúc. Trong đó, khu Gò Tháp An Lợi được công nhận di tích cấp quốc gia, khu di chỉ Hồ Thờ An Lợi được công nhận di tích cấp tỉnh. Hiện nay, chỉ có Gò Tháp An Lợi đã được đầu tư phục vụ khách tham quan, còn 10 di chỉ khác chỉ khoanh vùng bảo vệ. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện và Ban Quản lý Di tích văn hóa Ốc Eo thống nhất đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư công trình xây dựng và bảo tồn di tích Hồ Thờ An Lợi nằm trên tỉnh lộ 948 thuộc xã Châu Lăng thành điểm tham quan du lịch cụm văn hóa Ốc Eo ở Tri Tôn. Với kinh phí trên 8,3 tỷ đồng, diện tích quy hoạch 10.000 m2 gồm các hạng mục tái khai quật khu di chỉ, xây dựng mái che, nhà xe, nhà bảo vệ, nhà trưng bày hình ảnh hiện vật. Ngoài ra, các đại biểu còn đóng góp dự thảo kế hoạch phối hợp quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa Ốc Eo trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2022-2030.
Hòa trong không khí phấn khởi tự hào của tháng 4 lịch sử, đêm 27 tháng 4, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Phú Tân tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Chương trình văn nghệ với chủ đề Giang Mãi Bản Hùng Ca được Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đầu tư dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc gồm đơn ca, song ca, tốt ca, múa, dân dân. Do các ca sĩ đến từ đoàn ca múa nhạc tổng hợp Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang biểu diễn, qua đó đã tái hiện những chặng đường lịch sử vẻ vang hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc cứu nước, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ. Bên cạnh đó, chương trình còn kết hợp chiếu phim và triển lãm bộ ảnh về sự kiện lịch sử đại thắng mùa xuân năm 1975, thành tựu kinh tế văn hóa xã hội tỉnh, thu hút nhiều khán giả đến xem. Dịp này, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh còn trao 30 phần quà cho bà con nghèo và cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở thị trấn Phú Mỹ. Thưa quý vị, hiện nay với xu hướng mở cửa phát triển kinh tế của cả nước nói chung, việc khôi phục và phát triển hoạt động du lịch được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, An Giang là tỉnh có thế mạnh về du lịch tâm linh và đang vào mùa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam. Do vậy, dự báo lượng khách đến An Giang trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 là rất lớn. Để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân, thực hiện công điện số 381 trên CD-TTG ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 2022 và các hoạt động lễ hội địa phương sắp tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau. Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm giải pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và tại các khu điểm du lịch. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và các hoạt động lễ hội địa phương sắp tới như lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam và các lễ hội tôn giáo dân tộc, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo quy định, không được lơ là, chủ quan, chủ động xây dựng phương án mở cửa đón du khách trên tinh thần thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát các nội dung sau. Yêu cầu thủ trưởng các ban quản lý di tích, bảo tàng, ban tổ chức lễ hội, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội tại các khu điểm du lịch. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh du lịch, kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá công khai và không bán đúng giá niêm yết, kinh doanh du lịch lữ hành trái phép, lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm, giám sát các chương trình kích cầu khuyến mại du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch tại các khu điểm du lịch, đảm bảo các trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn cho khách du lịch khi tham gia giao thông, nhất là tại những điểm, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, tổ chức rà soát, lắp đặt biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch, chỉ đạo công tác kiểm tra tại các bến tàu, bến xe, bến thủy nội địa, vân vân, thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc kiểm tra về an toàn thực phẩm, nhất là tại các khu điểm du lịch, giải quyết kịp thời các sự cố về an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch, nâng cao ý thức của người dân không được chủ quan, lơ là,
đặc biệt trước biến chủng mới của Omicron, dù đã được tiêm đủ liều vaccine, thực hiện nghiêm 5K trong phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn thực phẩm và tự giác thực hiện các hành vi nâng cao sức khỏe trong dịp lễ hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau lễ để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó đã phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất của hội viên nông dân và xuất hiện nhiều tập thể cá nhân với mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả. Điển hình như mô hình sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm nấm bào ngư của chị Hà Thị Kim Quyến ở xã Đa Hữu Cảnh, huyện Châu Phú. Là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, dám nghĩ, dám làm, chị Quyến không chỉ vươn lên làm giàu cho bản thân mà còn góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Gắn bó và đam mê với nghề trồng nấm bào ngư, chị Quyến cho biết đây là loại nấm tương đối dễ trồng, diện tích trồng nấm không lớn, ít tốn nhiều công sức lao động, giá cả ổn định và cho lợi nhuận cao. Nên chị Quyến mạnh dạn đầu tư vốn xây cất trại trồng nấm bào ngư và đã thành công với mô hình này. Với sự năng động và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhất là kinh nghiệm tích lũy từ thực tế và học hỏi thêm các mô hình trồng nấm, sản xuất phôi giống nấm đạt hiệu quả ở các địa phương khác, chị Quyến tiếp tục thuê đất, xây cất nhà xưởng, mua sắm thiết bị máy móc để sản xuất phôi nấm, với mục đích phục vụ việc trồng nấm của gia đình và cung cấp cho thị trường để giảm chi phí sản xuất và tăng thêm lợi nhuận. Nhờ làm đúng quy trình kỹ thuật và giữ uy tín, nên phôi nấm của cơ sở chị Quyến được thị trường ưa chuộng. Vào năm 2018 và năm 2020, chị Quyến đã xây dựng được hai cơ sở sản xuất phôi giống nấm tại xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú và xã Thế Sơn, huyện Tịnh Biên. Bình quân, mỗi ngày hai cơ sở sản xuất được 5.000 bịch phôi nấm cung cấp cho nông dân trong và ngoài địa phương. Hiện giờ là giá tại xưởng hiện giờ 51 một phôi, 5.051, thì chi phí của nó thì dao động 1.000 phôi, mình lời tầm khoảng chừng bỏ hết tất cả các chi phí ra hết, công nhân bao gồm điện đài hay này kia đồ nguyên vật liệu á. Thì trung bình mình lợi nhuận phải tầm khoảng chừng cỡ 1.700.000 phôi vậy đó. Để nông dân trồng nấm an tâm sản xuất, năm 2018, chị Quyến đã đăng ký thành lập tổ hợp tác sản xuất và liên kết tiêu thụ nấm Anh Thư tại xã Đào Hữu Cảnh, đứng ra thu mua lại sản phẩm của nông dân, giao lại cho các thương lái tại các chợ, đồng thời tư vấn về quy trình xây dựng nhà trồng nấm, kỹ thuật trồng, thu hoạch và bảo quản nấm cho các nông dân khi có nhu cầu. Vào tháng 4 năm 2022, chị Hà Thị Kim Quyến tiếp tục đăng ký thành lập Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Nấm Bào Ngư Anh Thư với 7 thành viên tham gia, và chị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời làm Giám đốc Hợp tác xã. Lúc trước thì em sản xuất phôi để mà cung cấp cho nhà vườn. Người ta đặt hàng mình số lượng á, rồi mình cung cấp cho người ta. Nhưng còn sau này lúc mà lên Hợp tác xã thì em dự kiến là em sẽ mở rộng để mình trồng luôn á, mình trồng nấm thêm luôn. Ở đây thì em sản xuất phôi, rồi em bán phôi và em hỗ trợ kỹ thuật, rồi bao tiêu sản phẩm luôn. Tức là khi mà ta sản xuất, người ta trồng nấm ra thì em sẽ bao tiêu sản phẩm nấm tươi của người ta luôn. Thì em có bảo đảm là một cái phôi của mình nó là bảo đảm là nó tỷ lợi nhuận của nó là 50% cho người ta, lợi nhuận 50% á. Tức là bảo đảm là một phôi là 250g nấm. Giá thu mua thì hiện giờ với thời điểm hiện giờ thì nó dao động tầm 32-35. Hiện giờ là giá tại xưởng hiện giờ 51 một phôi, 5.051. Thì khi mà em bảo đảm 250g nấm thì giá em bao tiêu đó thì chạy ra bán cũng được gần 8.000 một phôi đó. Thì đó là lợi nhuận nó là 50%. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Nấm Bào Ngư Anh Thư còn tạo thêm việc làm thường xuyên cho 40 lao động nông nhàn tại địa phương. Cơ sở sản xuất học là ở xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, và một cái là ở xã Thế Sơn, huyện Tịnh Biên. Thì giải quyết được khoảng chừng cỡ tầm khoảng cỡ 40 công nhân. Thì trung bình một người thì đi làm cái này thì vừa làm sản phẩm như làm thời gian. Cho nên thì cái mức nó dao động thì nếu như mà tính ra thì trung bình nó dao động tầm khoảng chừng cỡ 3-5 triệu, tại vì người ta làm nhiều thì được nhiều chứ đó. Theo chị Quyến, hiện nay sản lượng phôi nấm của cơ sở chưa đủ để cung ứng cho thị trường do nhu cầu tiêu thụ nấm bào ngư khá cao
giá cả ổn định là yếu tố có lợi để nông dân tăng diện tích trồng nấm. Vì vậy, thời gian tới, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Nấm Bào Ngư Anh Thư tiếp tục đầu tư thêm một lò sản xuất phôi giống nấm với công suất là 3.000 phôi một ngày và mở rộng diện tích trồng nấm bào ngư, góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương, nâng cao doanh thu cho hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều đứa trẻ lâm vào cảnh mồ côi mẹ hoặc là cha. Có bé bất hạnh hơn khi mất cả mẹ và cha cùng một lúc. Thiếu bàn tay che chở của cha mẹ, các em bị thiệt thòi nhiều thứ. Tuy nhiên, có nhiều em bằng sự kiên cường đã vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống tốt hơn. Như trường hợp của chị em Trần Thị Thanh Nhi ở xã Bình Chánh, huyện Châu Phú. Căn nhà nhỏ ở xã Bình Chánh, huyện Châu Phú là nơi ở của hai chị em mồ côi, Trần Thị Thanh Nhi 16 tuổi và Trần Thị Thanh Như 6 tuổi. Nhi cho biết trước đây gia đình có 4 người, cha mẹ làm công nhân ở Bình Dương. Rồi chẳng may, mẹ Nhi vướng bệnh nặng phải nghỉ việc, ở nhà lo chuyện bếp núc. Gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai người cha. Bây giờ Nhi đang học lớp 7, mặc dù học rất giỏi nhưng thương cha mẹ, nên em quyết định nghỉ học để lên Bình Dương làm công ty với lương tháng 4 triệu đồng. Cô sống tuy vất vả cực nhọc nhưng vẫn ấm êm hạnh phúc. Nhưng rồi đại dịch COVID-19 cuốn qua đã phá nát hạnh phúc của gia đình. Đầu tiên mẹ mất, 2 tuần sau đến lượt người cha cũng qua đời. Nỗi đau mất hai người thân khiến Nhi bị trầm cảm suốt mấy tháng ròng. Rồi khi trở về quê, nhờ dì cậu khuyên nhủ khiến nỗi đau cũng dần tạm lắng. Rồi nhìn những quyển tập dở dang nhớ đến cha mẹ lúc sinh thời, mong Nhi học đến nơi đến chốn và nghĩ đến trách nhiệm của mình phải thay cha mẹ chăm sóc đứa em gái nhỏ, khiến Nhi quyết định trở lại học. Bởi em nghĩ chỉ có học mới có cơ hội đổi đời, tương lai mới tươi sáng hơn. Đi học thấy có bạn bè cùng trang lứa, ai cũng có cha mẹ đưa đón, còn mình thì không có, mình tuổi thân lắm, đôi lúc cũng buồn. Nhưng mà hoàn cảnh mà mình đâu có quyền lựa chọn được hoàn cảnh của mình đâu. Thay vì buồn bã thì mình lấy đó làm động lực để mà mình cố gắng để lo cho tương lai sau này và còn em của mình nữa. 16 tuổi, chị mới học lớp 7. Việc học dẫu muộn so với các bạn cùng trang lứa, nhưng nhờ sự quyết chí siêng năng chăm học, nên thành tích học tập của Nhi khiến nhiều bạn bè phải nể phục khi xếp hạng nhì trong lớp. Nhi cho biết có những lúc cảm thấy chạnh lòng buồn tủi khi thấy nhiều người được cha mẹ yêu thương chăm sóc, còn chị em Nhi mồ côi. Nhưng nghĩ mình vẫn còn may mắn vì được dì cậu yêu thương, cộng đồng quan tâm. Em đi học là em mặc dù em biết là em là quá lớn với mấy bạn cùng lớp, nhưng mà không sao, em sẽ cố gắng để mà sau này em kiếm được cái nghề và có thể lo được cho em của em sau này và thực hiện được ước mơ mà cha mẹ đã kỳ vọng vào em hồi đó. Nhờ ngân hàng chính sách hỗ trợ cho hai chị em Nhi mỗi tháng 2 triệu đồng một người, rồi cũng có tổ chức Mạnh Thường Quân tặng thêm một ít. Bà con của Nhi dẫu cuộc sống thiếu thốn nhưng vẫn chăm lo cho hai chị em. Tôi cũng động viên cháu cho nó học, nó mồ côi mồ cút khóa mất cha mẹ sớm, mình ra động viên nó học cho đến nơi đến chốn, sau này có tương lai với nuôi nó, cũng thân nó nghiệp không còn cha còn mẹ, yêu thương nó cháu nhiều. Con không còn cha mẹ nữa cũng đồng nghĩa với việc là con không còn chỗ dựa, bởi vì cuộc sống không cho phép con phải yếu đuối, con phải cố gắng kiên cường và cho dù mọi khó khăn cũng không cản được bước con để sau này con lo cho em con. Vượt qua những biến cố, những mất mát đau thương bởi đại dịch COVID-19, Nhi đang mạnh mẽ vươn lên để thực hiện những ước mơ hoài bão đã ấp ủ của mình. Hành trình phía trước vẫn còn đầy chông gai, nhưng bằng sự quyết chí cộng thêm sự sẻ chia ân tình của bao người là động lực tiếp thêm sức mạnh để cô bé mồ côi này vững chân bước tiếp đến trường để đạt được ước mơ của mình. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.